Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường dự hội nghị. Theo quyết định được công bố tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Nguyễn Duy Minh, đại biểu Quốc hội khóa 15, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố để đảm nhận chức danh Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, phân công điều động bà Phan Thị Thúy Linh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ đến nhận công tác và giới thiệu để bầu giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2018-2023. Phân công luân chuyển ông Nguyễn Văn Hùng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy đến nhận công tác tại Quận ủy Cẩm Lệ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025, giao Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Đức Hoàng phụ trách Văn phòng Thành ủy cho đến khi kiện toàn nhân sự. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao giữ nhiệm vụ mới, đánh giá cao năng lực và những đóng góp trong quá trình công tác. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đồng chí được giao giữ nhiệm vụ mới, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sớm tiếp cận công việc, đơn vị, xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.